Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng anh trở lại với một số hỏi đáp về laptop tiếp theo ở trên kênh YouTube của mình. Đây là số thứ 7 rồi đấy anh Trung ạ. Đúng rồi. Và bên cạnh mình ngày hôm nay vẫn là anh Trung, chủ của laptop Trung Trần. Vâng, xin chào các bạn, mình là Trung Trần ạ. Rồi, và để không làm mất thời gian của bạn nữa, chúng ta sẽ vào ngay với câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến bạn Quang Long, bạn hỏi là anh Trang hỏi là cái tầm giá từ 20 đến 25 triệu thì máy nào phù hợp với nhu cầu về chơi game và học về công nghệ thông tin ạ. Thôi thì câu đầu thì để em hôm nay là em khoái cái chiếc máy này nhất này anh này. Đây là chiếc Geek Pro G5000 của Lenovo anh ạ. Úi dồi ôi, ngon quá anh ơi. Dương ấy thì thực ra thì với câu hỏi này của bạn ấy thì Dương đang chọn đúng cái mã mà thật sự là gọi là ngon nhất trong tầm giá rồi đấy. Vâng. Thế đấy. Thì bây giờ cái độ ngon nói như nào thì tôi dành cho anh Trung nói cho các bạn. Đấy thì các bạn ạ, thì với mã Geek Pro G5000 này thì Trung Trần đang bán với giá chỉ 24.800.000 thì các bạn sẽ được cấu hình gì? Cấu hình của chiếc này sẽ là Ryzen 7 7840H. Rất đấy, mạnh. RAM 16GB, ổ cứng SSD 512GB. Quá thoải mái. Màn hình là màn 2.5K. Đấy, tần số quét lên đến 165Hz. Đấy, nhưng vấn đề của nó nằm ở cái card đồ họa dựa. Vâng. Đấy thì với mức giá mà dưới 25 triệu thì thực sự đúng duy nhất chiếc này Trung Trần có thể đem đến cho bạn là card RTX 4060 luôn. Đây là cái chiếc đấy, máy có card đồ họa mạnh nhất ở trong tầm giá này, không có chiếc máy nào có card đồ họa mạnh hơn. Đúng rồi. Đấy. Đấy. Cái ngân sách của mình có thể đạt được đến gần 25 triệu thì Geek Pro G5000 là số 1. Đấy. Nhưng với một số anh em mà có khoảng giá mà trên 20 triệu. Đấy, thì mình sẽ tư vấn các bạn đây tiết kiệm hơn. Đấy, tiết kiệm hơn. Vâng. Đây sẽ là chiếc này sẽ là chiếc G Dell, thương hiệu Dell luôn. G15 5520. Đấy, chiếc này sẽ có cấu hình là i7 12700H. Vâng. Đấy, RAM 16GB. Ổ SSD là 512GB luôn. Vâng. Đấy. Và đặc biệt, chiếc này Trung Trần chỉ bán với giá 22.500.000 đồng. Đấy. Vâng. Nhưng có card đồ họa sẽ là card RTX 3060 luôn. Vâng. Đấy. Và tiết kiệm khoảng 3 triệu. Đúng rồi, tiết kiệm khoảng gần 3 triệu đồng. Vâng. Đấy, nhưng màn hình của chiếc này sẽ là màn Full HD, có tấm nền IPS và đặc biệt là có tần số quét lên đến 165Hz. Vâng. Đấy, Dương ạ, nhưng mà chiếc này màn Full HD là có độ tương phản và độ sáng cực kỳ cao. Đấy, lên đến hơn 300 nit, có tần số quét lên đến 165Hz. Vâng, là khá ổn rồi ạ. Thế thì cái Dell này là mình vẫn sẽ là hàng mới tinh luôn. Đúng rồi, chiếc này là hàng brand new mới đập hộp 100%. Và chiếc G5000 kia cũng là mới 100% đập hộp. Đều mới 100% luôn các bạn nhá. Đúng rồi. Đấy, quá hợp lý luôn á. Bảo hành 12 tháng các bạn ạ. Bảo hành 12 tháng luôn, đấy. Và đây là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nam Trần. Bạn hỏi là, hai anh em hỏi là Geek Pro G5000 2023 Ryzen 7 chính là cái con vừa rồi luôn. Với cả Lenovo Legion 5 2023 cũng cấu hình y chang mà chênh nhau gần 5 triệu thì nên mua con nào với nhu cầu đấy là chơi game, học tập và lập trình sướng hơn. Rất mong hai anh so sánh. Đây, anh. Thực sự đây là cái câu hỏi mà mình nhận được khá là nhiều khách hàng đến mua hàng. Vâng. Đấy, khách hàng đến mua hàng đều mua cái chiếc đây sẽ là chiếc Legion 5. Vâng. Phiên bản của năm 2023. Vâng. Còn kia sẽ là chiếc G5000. Đấy, vâng. Geek Pro G5000. Hai chiếc này cấu hình giống hệt nhau. Vâng. Cấu hình giống hệt nhau. Khách hàng đến hỏi anh ơi, em nên mua chiếc này hay chiếc này? Bởi vâng, vì cấu hình giống hệt nhau. Thế giá bán tại sao lệch nhau 5 triệu và chiếc nào đắt hơn ạ? Chiếc này sẽ là 29 triệu rưỡi. Vâng. Đấy, chiếc này sẽ là 24.800.000 đồng. Vâng. Đấy. Thế thì với cái số tiền chênh lệch nhiều như thế thì em sẽ được những cái gì khi mua chiếc Legion 5? Hai chiếc này sẽ khác nhau ở những điểm này các bạn ạ. Vâng. Thì nhân tiện video này thì mình cũng chia sẻ luôn. Vâng. Đấy. Thì thứ nhất là chiếc G5000, sạc của chiếc G5000 chỉ được 170W thôi. Vâng. Đấy, còn sạc của chiếc Legion 5 2023 là lên đến 230W. Vâng. Đấy, thì điều đó phản ánh luôn đấy là các cái hiệu năng về card và chip ở trên Legion 5 2023 sẽ được bung nhiều hơn so với G5000. Đúng rồi, chính xác rồi. Đấy. Vì cùng chip mà lại hỗ trợ công suất sạc cao hơn thì rõ ràng nó phải bung nhiều hơn rồi. Đấy, đấy là lý do thứ nhất. Vâng. Lý do thứ hai mà các bạn có thể sờ nắm được ngay đấy là cái build quality, là cái thiết kế và cái độ cứng cáp của Legion 5 2023 này nó sẽ cứng cáp hơn rất là nhiều. Đúng, đúng, đúng. Cứng cáp hơn rất là nhiều. Đấy là lý do thứ hai mà các bạn có thể sờ nắm được ngay. Vâng, vỏ máy và chất lượng hoàn thiện. Với lý do thứ ba ấy, là màn hình của G5000 sẽ là tỷ lệ 16:9. À rồi, tỷ lệ còn cũ. Còn chiếc Legion 5 2023 này sẽ là tỷ lệ là 16:10. Như vậy chúng ta sẽ đọc được nhiều nội dung hơn. Đúng rồi, các bạn sẽ đọc nhiều nội dung dạng dọc hơn. Dạng dọc hơn, đấy. Đúng rồi ạ. Và tiếp theo là một cái về bớt RAM.
Bớt RAM của Lizard 5 2023 lên đến 5600mAh. Còn chiếc G5000 kia chỉ dừng lại ở 5200mAh thôi. Vâng. Đấy. Như vậy thì em nghĩ là như này. Đấy là nếu mà chúng ta chấm cái Legend 5 này được 10 điểm thì cái Geek Pro G5000 cũng phải được tầm 8 điểm rưỡi rồi. Đúng rồi. Đúng không ạ? Thế thì cái số tiền bỏ ra đôi khi người ta bỏ ra thêm một số tiền khá lớn, tầm 5 triệu để người ta muốn hoàn thiện hơn, người ta muốn từ 8 điểm rưỡi lên đến 10 điểm. Thậm chí em nói thật với anh chứ, nhiều khi có những người bỏ ra gấp đôi tiền chỉ để lên từ điểm 9 đến điểm 10 thôi. Đúng rồi. Nhưng với em nghĩ là nếu mà chúng ta không thể cố lên được thì dừng lại ở Geek Pro G5000 đã là quá tốt rồi. Đúng rồi. Còn nếu mà chúng ta có điều kiện hơn thì rõ ràng là chúng ta lên những sản phẩm như này thôi. Cũng giống như ở 14 Pro và 14 Pro Max ấy, đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, thêm mà cũng khá khá, đâu phải ít đâu. Nằm ở trong cái câu hỏi của bạn Nam Trần luôn thì bạn có hỏi rõ luôn là máy nào sướng hơn ạ? Đấy. Vâng. Thì mình cũng anh em cũng trả lời chính xác cho bạn luôn trong câu hỏi này là Legion 5 2023 sẽ dùng sướng hơn. Chắc chắn rồi, đấy chắc chắn rồi. Đấy. Đó, rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Lucy99. Bạn hỏi là: Xin chào hai anh, cho em hỏi là em ở tỉnh xa, có nhu cầu muốn mua một laptop, vậy thì bên mình có hỗ trợ ship COD, nghĩa là nhận hàng thì mới trả tiền đấy, tận nơi cho em hay không? Mong hai anh trả lời. Và cũng rất nhiều bạn quan tâm đến vấn đề này. Dương ạ, đây đúng là cái câu hỏi mà mình nhận được thường xuyên hàng ngày luôn. Vâng. Đấy, những anh em ở xa vẫn đang mua hàng và đã mua hàng tại Trung Trần. Đấy, thì Trung Trần đang có sử dụng những cái quy trình như thế này để vâng, anh em có thể mua hàng từ xa. Đấy, thì mình cũng nói qua 7 cái bước này để anh em có thể là tưởng tượng ra luôn là cách mua hàng tại Trung Trần như thế nào và sẽ đảm bảo an toàn được cho cả hai bên. Vâng, đây. Đấy, anh cứ đọc luôn cho các bạn. Đấy, xem luôn. Đây thì mình sẽ đọc luôn cái quy trình mà từng bước một. Đấy, từng bước này thì thực sự những anh em đã mua hàng rồi, em cũng đã trải nghiệm quy trình này luôn rồi đấy. Đấy, thứ nhất là Trung Trần sẽ chụp ảnh sản phẩm. Đấy, chụp ảnh cái hộp, ví dụ các bạn mua hàng mới, Trung Trần sẽ chụp ảnh hộp sản phẩm đầy đủ cho các bạn luôn. Đấy, vâng, để chứng minh rằng Trung Trần có sẵn hàng. Rồi ạ. Đấy, để anh em cảm thấy yên tâm. Bước thứ hai ấy, thì Trung Trần sẽ các bạn sẽ chuyển khoản cho Trung Trần 1 triệu để Trung Trần xác nhận cái đơn hàng này không phải đơn hàng ảo. Vâng. Đấy, để đặt cọc Trung Trần chỉ cần 1 triệu thôi. Vâng. Đấy. Bước thứ ba ấy, thì Trung Trần sẽ quay video clip. Đấy, nếu mà lúc ấy mà mình mà có thời gian mình rảnh, mình là người quay video clip trực tiếp mình lên hình luôn. Vâng. Đấy, và mình sẽ up lên kênh YouTube của Trung Trần luôn. Đấy. Vâng. Còn nếu mà lúc ấy mình không có ở cửa hàng thì lúc ấy nhân viên bán hàng sẽ quay clip đầy đủ góc cạnh quá trình mà mở hộp ra này, tất cả góc cạnh cho bạn luôn. Và đặc biệt là sẽ quay cho các bạn là 4 số serial cuối của đúng cái máy đấy. Vâng. Đấy, để tránh trường hợp là bảo ông bên này quay một máy khác gửi đến lại một máy khác. Thế thì quá yên tâm rồi. Đấy, anh. Đấy, thì nhân viên Trung Trần sẽ up Google Drive để gửi cho đến cho các bạn. Quay đúng. Đấy, số CD luôn. Quay đúng số CD luôn. Bước tiếp theo ấy thì Trung Trần sẽ cho các bạn ultraview hoặc tim vừa vào đúng cái máy đấy để vâng, các bạn kiểm tra lại thông số một loạt. Đấy. Và các vâng, bạn khi mà các bạn ultraview hay tim vừa vào đúng máy đấy, các bạn cũng có thể là kiểm tra luôn cái số serial, cái số service tag đấy đúng cái máy đấy luôn. Vâng. Đấy. Dừng lại. Được tim vừa thế thì quá ngon rồi gì nữa anh. Đúng rồi. Rồi. Đến bước thứ 5. Nếu các bạn ok xong xuôi, đấy thì Trung Trần sẽ bắt đầu tiến hành test máy một lần cuối và tiến hành đóng thùng xốp chắc chắn và dán tem niêm phong của đơn vị Viettel Post. Đấy, Trung Trần cũng sẽ ở bước 5 này Trung Trần sẽ gửi cho các bạn một cái ước tính giá vận chuyển ở trên app của Viettel Post. Vâng. Đấy, cho các bạn luôn để các bạn có thể xem qua được luôn. Đấy. Vâng. Đấy, bước thứ 6 thì tiếp theo đó thì Trung Trần sẽ gửi hàng cho Viettel Post và ship đến tận nhà các bạn. Vâng. Đấy, ở bước thứ 6 này ấy, thì các bạn khi mà các bạn kiểm nhận được hàng đấy thì các bạn sẽ kiểm tra đúng xem là đúng cái service tag này phải đúng máy của bạn không này, hàng vâng, có bị móp vỡ gì không. Đấy, nếu như các bạn nhận mà hàng bị móp vỡ do vận chuyển các thứ không đúng cái máy mà bạn nhận, các bạn có thể trả lại cho mình. Đấy, đấy các bạn thì yên tâm quá trả rồi, lại cho mình. Đấy, nhưng mà để tránh trường hợp xấu nhất thời gian mình đã đóng cho các bạn túi khí này và sử dụng tích cho các bạn là các cái vấn đề là ship đảm bảo của hàng giá trị cao rồi. Vâng. Cho nên trường hợp đấy gần như là rất khó có thể xảy ra. Vâng. Đấy, đến bước thứ 7 là các bạn sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại của sản phẩm và cái phí ship của bên Viettel Post cho anh bưu tá. Vâng. Đấy, thông qua các bạn có thể trả chuyển khoản cho anh bưu tá hoặc là trả tiền mặt cho anh bưu tá. Vâng. Thế là giao dịch mình hoàn tất ở đây. Nghĩa là bạn có thể ở bất
kỳ nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam bạn cũng có thể mua hàng online của Trung Trần, cực kỳ yên tâm như thế. Còn nếu bạn ở Hà Nội thì mình qua địa chỉ nào anh? Các bạn có thể qua địa chỉ showroom được cập nhật liên tục ở website Trung Trần. Showroom của Trung Trần là ở Thái Hà. Vâng, và nghe nói nhé, sắp tới là anh Trung có thể là Nam Tiến đấy nhé các bạn nhé. Hy vọng là như vậy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có một bạn hỏi là: chào anh, em chuẩn bị vào đại học, dự kiến theo học ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoặc là kỹ thuật cơ khí chế tạo máy. Ngoài ra em có các chơi các cái tựa game như là LOL này, Gen Cinepack này, Dark Souls này. Đấy. Và tài chính của bạn ấy tầm khoảng 15 đến 20 triệu thì có máy nào ngon hay không? Em chỉ quan trọng cấu hình có chiến lược hay không này, và có tản nhiệt để mà đỡ nóng hơn hay không này, chứ màn hình không ngon cũng được. Em cảm ơn. Bạn chỉ quan tâm cấu hình thôi anh. Dương ạ. Thì thực ra ở trong mình cũng nhắc nhiều đến rồi, là ở trong cái phân khúc từ 15 đến 20 triệu đấy, thì hai cái mã mà Acer Nitro 5 Tiger và Dell G15 5520 phiên bản i5 là hai cái gọi là option gọi vô đối, vô đối trong tầm giá rồi. Vâng. Ví dụ Acer Nitro 5 Tiger thì mình đang flash sale các bạn là 18,5 triệu. Các bạn xem video này trong khoảng thời gian từ 15 tháng 7 cho đến 15 tháng 8, các bạn áp code TT300 vào nữa, giá chỉ 18,2 triệu. Vâng. Đấy, còn G15 5520 với cấu hình quá ngon, mình đọc nhiều lần cho anh em rồi, i5-12500H RAM 16GB, SSD 512GB, card RTX 3050, đấy, máy mới 100%, giá chỉ có 19,5 triệu. Mà các bạn áp code TT300 nữa, chỉ có 19,2 triệu, mà hàng mới 100%, thì hai cái mã này đang là gọi là vô địch trong tầm giá rồi. Vâng, đấy. Đấy, cấu hình như nào thì anh em mình đã nhắc tới quá nhiều rồi, đúng không ạ? Anh em có thể search nhá, và chỉ cần search cụm từ khóa là tên cái laptop này, cộng với từ Dương Dê là anh em sẽ ra những bài đánh giá rất chi tiết về nó. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Có một bạn hỏi là: em chào anh, hai anh cho em hỏi là tầm giá từ 25 đến 7 triệu, 25 đến 27 triệu thì có laptop nào chơi game 3A và học về edit video ngon nhất ạ? Máy là phải đẹp này, phải mát, phải mạnh, phải bền. Với cái ngân sách từ 25 đến 27 triệu mà bạn chơi game 3A luôn, và chủ yếu bạn sẽ học chuyên sâu về edit video ngon nhất. Vâng. Đấy, mà bạn còn nhấn mạnh luôn là đẹp, mát mà lại còn mạnh, bền, thì ở trong tầm giá này thì Trung Trần sẽ phân phối cho các bạn mã Acer Predator Helios 300. Đấy. Đây. Acer Helios 300. Đây, Helios 300 là cái này đúng không? Đấy. Đây. Helios 300. Đây sẽ là phiên bản của năm 2022 các bạn. Đấy. Vâng. Nhưng tại sao mà đến 27 triệu mà các bạn vẫn nên mua phiên bản của năm 2022 này? Thì vâng, thật sự với cấu hình là i7 12700H. Đấy. RAM 16GB, ổ cứng SSD 512GB và các đồ họa các RTX 3060, và màn hình là có độ phân giải lên đến 2.5K. Vâng. Đấy, tần số quét lên đến 165Hz, đáp ứng toàn bộ các nhu cầu của bạn luôn, là chơi game 3A này, học edit video này và làm đồ họa này. Đấy, đẹp, mát, mạnh, bền luôn. Công nhận là nó đẹp thật anh ạ. Nó đẹp. Thế còn cái mẫu Acer Predator ở đây nữa mà anh để ở đây là mẫu này là như thế nào đấy anh? Dương ạ, thì như một số bạn chắc cũng sẽ có một bạn suy nghĩ là với 27 triệu tại sao nếu bây giờ vẫn nên mua 2022, mình có sự lựa chọn nào khác không? Vâng. Ok, Trung Trần cũng có một sự lựa chọn khác cho các bạn. Các bạn chỉ cần thêm 900.000 đồng nữa thôi. Đó. Vâng. Là 27 triệu 900.000. Trung Trần đang flash sale các bạn là hiện tại trong thời điểm này chỉ có 27 triệu 900.000 đồng là các bạn có thể mua được Acer Predator Helios Neo 16 phiên bản mới nhất của năm 2023 với cấu hình là i5 13500HX. Đấy, RAM 16GB, ổ SSD 512GB. Đấy, card là card RTX 4050. Đầu 4 luôn rồi. Đầu 4 luôn. Và đặc biệt là Trung Trần đang phân phối bản này với chỉ giá chỉ 27.900.000 và có sẵn màn là màn 2.5K. Đấy, tần số quét lên đến 165Hz. Quá hợp lý anh ạ. Đấy. Như vậy thì chúng ta thêm có mấy trăm nghìn nữa thôi mà chúng ta đã được đời mới hơn này, chúng ta được cấu hình cao hơn, card lại còn là card đầu 4 thì còn gì bằng nữa, đúng không nào? Đúng rồi. Đó. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn laptop ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Và nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua laptop cả cũ lẫn mới, hàng phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng cực kỳ yên tâm, giá cả phải chăng và cấu hình cao, thì hãy đến với Trung Trần nhé. Và thêm một điểm nữa đấy là hãy đặt thật nhiều câu hỏi vào đây, hôm sau mình và anh Trung sẽ giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.